Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá MU giờ chót ngày hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2024, cùng kênh Mê Bóng Đá. Man U sắp có chữ ký của trung vệ Ben White. Man U bất ngờ chiêu mộ ra Lionel Messi. Onana không hối hận khi gia nhập MU. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá MU giờ chót ngày hôm nay, cùng kênh Mê Bóng Đá thưa quý vị. Hãy lộ 3 ưu tiên của MU trong kỳ chuyển nhượng hè. Qua Football Insider, ký giả Pete O'Rourke cho biết, MU đang lên kế hoạch ký hợp đồng với một trung vệ, tiền vệ trung tâm và tiền đạo mới. Sau chiến dịch 2024 đáng thất vọng, MU buộc phải có những thay đổi. Đội hình quỷ đỏ rõ ràng cần được củng cố ở nhiều vị trí để trở lại nơi thuộc về họ. Pete O'Rourke cho biết rằng giám đốc kỹ thuật Jason Whitcock và giám đốc thể thao sắp nhậm chức Gian Ác Quốc muốn đại tu xương sống của đội bóng. Các bản hợp đồng ở hàng phòng ngự, tiền vệ và hàng công đã được quỷ đỏ nhắm đến, và theo chiều ngược lại, một số ngôi sao nằm ngoài kế hoạch sẽ phải khăn gói rời Old Trafford. MU đang nỗ lực thỏa thuận với Everton về hậu vệ Ben White, mục tiêu hàng đầu của họ ở trung tâm hàng thủ. Trong khi đó, Varane, Casemiro, Martial, Eriksen và Johnny Evans nhiều khả năng phải ra đi. MU cũng quyết định sẽ trả tiền vệ Amrabat trở lại Fiorentina. Quan trọng nhất, tương lai của huấn luyện viên Erik ten Hag cũng không được đảm bảo khi quỷ đỏ hiện đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League và kém top 4 tới 16 điểm. Vị chiến lược gia người Hà Lan chỉ thắng 15 trong số 32 trận đấu mùa này. FA Cup là mục tiêu duy nhất để ông bấu víu vào lúc này. Onana không hối hận khi gia nhập Man United. MU đang trải qua mùa giải 2024 tương đối thất vọng. Trong khi đó, đội bóng cũ của thủ thành Andre Onana vừa giành chức vô địch Serie A. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với tờ DAZN, người gác đền sinh năm 1996 khẳng định: "Anh không hối hận khi gia nhập quỷ đỏ Inter Milan, là gia đình thứ hai của tôi. Tôi hiểu người hâm mộ của đội bóng. Tôi xin chúc mừng họ vì chức vô địch Serie A. Dù vậy, tôi không hối hận về việc lựa chọn MU. Tôi đang hạnh phúc tại đội bóng mới." Phán quyết từ Lai Radford: "Marcus Radford đã không thể có được phong độ như mùa giải trước cho MU. Anh chỉ ghi được 8 bàn sau 40 lần ra sân thi đấu trong mùa giải này." Nhiều người tin rằng thời của Radford tại MU đã hết. Chuyên gia Theo Marcel phân tích: "Mùa giải của Radford ở MU đã không như mong đợi và sự tự tin của anh rõ ràng đã bị ảnh hưởng nặng nề. Khi tự tin giảm đi, điều này có thể phản ánh qua ngôn ngữ cơ thể của anh và đôi khi có thể khiến Radford trông như không quan tâm đến mọi thứ. Từ đó dẫn đến sự giãn nứt trong mối quan hệ với những người ủng hộ anh." Man United sắp có được Vinpong. Theo Sport Bild, quỷ đỏ tăng cường nỗ lực để ký hợp đồng với ngôi sao 23 tuổi của nhà đương kim vô địch Bundesliga. Để tận dụng được điều khoản giải phóng trị giá 35 triệu bảng MU sẽ đẩy nhanh thương vụ này. Các phương tiện truyền thông ở Đức đã đề cập rằng điều khoản chấm dứt hợp đồng giữa Vinpong và Bayer Leverkusen sẽ hết hiệu lực trước khi giải vô địch châu Âu bắt đầu vào tháng 6. Vinpong chủ yếu chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải trong hệ thống 3-4-2-1 của Xabi Alonso. Anh đã ghi 13 bàn và cung cấp 11 pha kiến tạo trên mọi đấu trường ở mùa giải này. Vinpong là cái tên gây chú ý nhất tại Bayer Leverkusen mùa này. Vinpong chắc chắn sẽ là sự nâng cấp cho các lựa chọn hậu vệ phải hiện tại của Ten Hag, bao gồm những cái tên là Diogo Jiogodalot và Aaron Wan-Bissaka. Man U sắp có chữ ký của trung vệ Ben White. Theo Football Insider, Man U tự tin chiêu mộ thành công trung vệ Ben White của Everton trong vòng tháng 5 tới với mức phí khoảng 60 triệu bảng. Được biết, cầu thủ 21 tuổi đang là mục tiêu hàng đầu của Quỷ Đỏ nhằm cải thiện hàng phòng ngự. Trung vệ người Anh sẽ mở đầu cho cuộc cải tổ lực lượng MU dưới thời sơ Jim Ratcliffe và tập đoàn tỷ phú. Vâng, để tiếp tục đến với bản tin nóng bóng đá mới nhất ngày hôm nay thì quý vị đang xem video, thấy hay thì đăng ký ủng hộ dùm em một đăng ký với nhé. Một lần nữa cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Erik ten Hag cập nhật lực lượng MU trước trận gặp Burnley. Huấn luyện viên Erik ten Hag không mong đợi các hậu vệ đang dính chấn thương của MU sẽ trở lại trước Burnley, nhưng ông báo tin vui từ Mason Mount. MU đã lội ngược dòng 2 lần để đánh bại Sheffield United trên sân nhà với tỷ số 4-2. Ở trận đấu này, đội chủ nhà vắng Lisandro Martinez, Varane, Lindelof, Johnny Evans và Kamara. Huấn luyện viên Erik ten Hag thậm chí phải sử dụng Casemiro bên cạnh McQuaid ở vị trí trung vệ. Louis Saxon, 18 tuổi, là lựa chọn duy nhất còn lại trên băng ghế dự bị khi ten Hag vẫn không có Luxor và Malaysia. MU đã ghi 5 bàn trong 2 trận gần đây nhất, nhưng ten Hag có thể sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải trông cậy vào cặp McQuaid và Casemiro một lần nữa khi họ tiếp đón Burnley vào cuối tuần này. Phát biểu trước trận gặp Burnley, cựu huấn luyện viên Ajax nói: "Lisandro Martinez, Varane, Lindelof, Johnny Evans và Kamala vẫn chưa thể trở lại. Chúng tôi phải kiên nhẫn vì điều đó. Họ sẽ không ra sân trước Burnley. Tôi nghĩ Mason Mount sẽ trở lại." Mount đã phải chịu đựng chấn thương trong mùa giải đầu tiên tại Old Trafford, chỉ có 7 lần ra sân từ đầu trên mọi đấu trường. Cựu ngôi sao Chelsea đã phải nghỉ thi đấu 3 tháng trước khi trở lại từ băng ghế dự bị trong trận thắng Liverpool ở FA Cup. Anh ghi bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ trong trận đấu tiếp theo với Brentford, ra sân thêm 3 lần nữa từ băng ghế dự bị trước khi chấn thương tái phát. Khả năng ra sân Watford cũng đang bỏ ngỏ
tuyển thủ Anh đã phải khập khiễng rời sân trong trận gặp Coventry ở bán kết FA Cup. MU bất ngờ chiêu mộ Messi. Với sự sa sút khó tin của Rashford ở mùa giải năm nay, Sir Jim Ratcliffe đang lên kế hoạch đưa Messi về Man United. Nếu Rashford ra đi, MU sẽ lập tức kích hoạt thương vụ gia Lionel Messi. Quỷ đỏ xem đây là một khoản đầu tư tiềm năng cho tương lai. Tuy nhiên, Lyon được cho là sẽ không dễ dàng để MU có thể sở hữu cầu thủ trẻ này. Lyon đã lên kế hoạch giữ chân gia Lionel Messi và tin tưởng vào khả năng phát triển của cậu bé. Gia Lionel Messi sinh năm 2008, hiện đang thi đấu cho đội trẻ Lyon. Cậu bé được đánh giá cao bởi kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng dê dắt bóng lắt léo và nhãn quan chiến thuật nhạy bén. Nhiều chuyên gia nhận định Lionel Messi có tiềm năng trở thành một ngôi sao đẳng cấp thế giới trong tương lai. MU cân nhắc mua cựu cầu thủ Real Madrid. MU đã liên hệ với Miguel Gutierrez, hiện đang thuộc biên chế Girona, nhưng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Real Madrid. Theo Vietnamesport, MU đang theo dõi cầu thủ 22 tuổi này khi mà đoàn quân của Erik ten Hag đang cần một hậu vệ trái mới trong mùa giải tới. Vị trí hậu vệ trái đã là một rắc rối cho MU trong mùa giải 2024 khi Luxor và Malaysia phải vắng mặt dài hạn. Với phong độ ấn tượng tại Girona mùa này, nơi anh đã ra sân 35 trận, nếu Gutierrez đến Old Trafford thì đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tình hình trở nên phức tạp hơn khi báo cáo cho biết Real Madrid có điều khoản mua lại hậu vệ này, người đã rời Los Blancos để chuyển đến Girona vào năm 2022. Theo Vietnamesport, Real Madrid có lợi thế trong việc thực hiện thương vụ một khi họ quyết tâm mang Miguel Gutierrez quay về Bernabeu. Man U bất ngờ chiêu mộ Toni. MU được cho là đang muốn ký hợp đồng với tiền đạo Ivan Toni của Brentford vào mùa hè này như một phần trong kế hoạch cải tổ phòng thay đồ của Sir Jim Ratcliffe. Toni đã được liên hệ chặt chẽ với một vụ chuyển nhượng vào mùa hè này với nhiều câu lạc bộ bao gồm cả Arsenal và Chelsea. Cầu thủ 28 tuổi được đánh giá là tiền đạo hàng đầu ngoại hạng Anh và MU sẽ quyết tâm có được chữ ký của anh dưới sự chỉ đạo của Ratcliffe. Zidane bật đèn san với Man U. Theo nguồn tin từ Mail Sports, huấn luyện viên Zinedine Zidane đang nhắm đến vị trí huấn luyện viên trưởng tại Man United thay vì Bayern Munich như những đồn đoán trước đây. Tờ báo này cho biết Zidane đang theo dõi sát tình hình ở Old Trafford và mong muốn dẫn dắt Quỷ Đỏ trong giai đoạn tái thiết từ mùa giải 2025. Lý do được đưa ra là Zidane thích cuộc sống ở Anh hơn Đức, khả năng tiếng Anh của ông tốt hơn tiếng Đức và dẫn dắt Man United là ước mơ từ lâu của ông. Ngoài ra, việc tỷ phú Ratcliffe, đồng sở hữu mới của Man United, cũng là một người ngưỡng mộ Zidane, càng củng cố khả năng nhà cầm quân người Pháp sẽ đến Old Trafford. Việc Zidane ưu tiên Man United sẽ khiến Bayern Munich gặp khó khăn trong việc tìm kiếm huấn luyện viên mới. Hùng xám đang được dẫn dắt bởi Thomas Tuchel, nhưng ông sẽ rời đi vào cuối mùa giải. Bayern đã liên hệ với Julian Nagelsmann, nhưng huấn luyện viên này đã bất ngờ ký hợp đồng gia hạn với đội tuyển Đức đến hết World Cup 2026. Michel Olise sẵn sàng gia nhập MU. Theo 90min, Olise đã chuẩn bị sẵn sàng để chuyển tới Old Trafford, một động thái có thể định hình lại tương lai của cả anh và câu lạc bộ. MU đang chú ý đến Olise với lý do rất rõ ràng. Với việc sắp mất đi các cầu thủ chủ chốt như Martial, Antony và có thể cả Eriksen, đội bóng đang phải đối mặt với một khoảng trống sáng tạo đáng kể. Olise với sự linh hoạt và khả năng chơi bóng của mình dường như là một lựa chọn hoàn hảo. Theo thông tin từ 90min, Quỷ Đỏ có thể thay đổi một số cầu thủ vào cuối mùa và một cầu thủ đa năng như Olise có thể giúp điền vào khoảng trống với những sự ra đi đó. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng bóng đá giờ chót MU ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.